Chúng ta cũng nâng ly lên để chúc mừng cho ngày vui hôm nay được không ạ? Ly của quý vị đâu nào ạ? Cho phép Bích Ly xin phép đếm nha. 1, 2, 3. Thank you. Vậy là hai chúng ta đã ở liền nhau. Tình yêu biết ơn hết trong niềm đau. Đoạn chiều nào đã quang khiến ta gặp nhau. Đến nay hoàng gia biển sâu, chẳng thể nào còn trông Trúc Ly đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, con ruột thì là Khả Nhi, nhưng mà có một đứa con nuôi
cũng rất là dễ thương, cũng là một ca sĩ nhí rất được yêu mến và cũng được cha nuôi dìu dắt rất nhiều trong thời gian hoạt động nghệ thuật. Xin chào đón nữ ca sĩ nhí Khả My lên đi con. Dạ, khác nhau có một chữ vẫn y thôi, nhưng mà chữ M với chữ N thành khác rồi. Con lên đây, lớn quá trời luôn rồi. Trước khi con hát, con có lời nào gửi tặng cho quý vị không? Thành khác này tôi biết. Lời lẽ đầu tiên, con cảm ơn xin gửi chào đến tất cả cô chú đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Nhân dịp hôm nay là ngày sinh nhật của ba Ken và em gái Khả Nhi, con xin gửi lời chúc đến ba Ken trong một ngày sinh nhật thật là vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho em gái Khả Nhi mau ăn trống lớn và ngoan nghe lời ba mẹ nhiều hơn ạ. Con xin cảm ơn. Đôi tay tôi đã lớn thế này.